Xin kính chào quý khán giả, mời quý khán giả đến với chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chương trình hôm nay có những nội dung nào đáng chú ý? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Lãnh đạo thành phố Cần Thơ thăm chúc Tết cổ truyền Chon Chơ Nam Thơ Me năm 2024 của đồng bào dân tộc Khmer. Các địa phương trong thành phố Cần Thơ hoàn tất công tác chuẩn bị ngày bầu cử trưởng ấp khu vực nhiệm kỳ 2024-2029 vào Chủ nhật 14 tháng 4 tới đây. Từ ngày 17 cho đến 21 tháng 4 tới đây, thành phố Cần Thơ sẽ tổ chức lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 11 năm 2024. Thưa quý vị, tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực tự cường, hăng hái thi đua lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc, chung sức đồng lòng cùng với các cấp ngành địa phương quyết tâm thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Đó là mong muốn của Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhân dịp đến thăm chúc Tết cổ truyền Chon Chơ Nam Thơ Me năm 2024 của đồng bào dân tộc Khmer vào sáng nay. Đến thăm chúc Tết tại Hội đoàn kết Sư sãi yêu nước thành phố và chùa Pitu Khô Sa Răng Say, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ gửi lời thăm hỏi ân cần và lời chúc tốt đẹp nhất đến các vị chức sắc sư sãi tăng sinh và đồng bào Khmer. Người đứng đầu Thành ủy Cần Thơ khẳng định những năm qua, lãnh đạo Đảng, nhà nước, lãnh đạo thành phố luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với đồng bào dân tộc. Qua đó, kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc phát triển toàn diện, đời sống vật chất tinh thần của đồng bào ở mọi vùng miền Tổ quốc ngày càng được nâng cao, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, tăng cường. Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu cũng mong muốn các vị hòa thượng, thượng tọa, sư sãi, a cha, tăng sinh và bà con đồng bào dân tộc Khmer đoàn kết, chung sức đồng lòng, tin theo đảng, làm theo chính quyền, không nghe theo lời kẻ xấu, tích cực lao động sản xuất, phục vụ phát triển quê hương. Các vị hòa thượng, thượng tọa, trụ trì chùa cảm ơn sự quan tâm của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ đã dành cho đồng bào Khmer, đồng thời hứa tiếp tục tuyên truyền, vận động Phật tử phát huy tinh thần đoàn kết, giúp nhau trong phát triển sản xuất, học tập gương mẫu, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, để chung sức, chung lòng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, phát triển. Cũng trong sáng nay, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ đến thăm tặng quà các đồng chí cán bộ hưu trí dân tộc Khmer tiêu biểu trên địa bàn thành phố. Đến thăm và chúc mừng Chon Chơ Nam Thơ Me, đồng chí Sơn Song Sơn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và gia đình đồng chí Quỳnh Cương, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội. Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu ân cần thăm hỏi sức khỏe, nhấn mạnh vai trò sự đóng góp của các đồng chí đối với sự nghiệp phát triển của đất nước nói chung, trong đó có Cần Thơ. Đồng thời, bày tỏ mong muốn cán bộ hưu trí và gia đình luôn gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào tại địa phương, giáo dục cho con cháu noi gương theo ông bà, giữ gìn truyền thống gia đình, tiếp tục có những ý kiến đóng góp quý báu để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, xây dựng quê hương ngày thêm khởi sắc. Đồng chí Bí thư Thành ủy Cần Thơ kính chúc cán bộ hưu trí và gia đình đón Tết cổ truyền Chon Chơ Nam Thơ Me năm 2024 vui vẻ, đầm ấm và hạnh phúc. Đồng chí Nguyễn Trung Nhân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ cùng đoàn sáng nay cũng đã đến thăm và chúc mừng Tết cổ truyền Chon Chơ Nam Thơ Me của đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn huyện Thới Lai và Cờ Đỏ. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ đã thông tin đến Hòa thượng Mai Xe, Phó trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ, Hội trưởng Hội đoàn kết sư sãi yêu nước thành phố Cần Thơ, trụ trì chùa Sere Vong Sa, xã Định Môn, huyện Thới Lai. Thượng tọa Dương An, Ủy viên thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ, Phó Hội trưởng Hội đoàn kết sư sãi yêu nước thành phố Cần Thơ, trụ trì chùa Sestodo, thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, về tình hình kinh tế xã hội trong thời gian qua. Trong đó, đời sống người dân ngày càng được nâng cao, đặc biệt là đối với đồng bào dân tộc Khmer, khi thành phố có nhiều chính sách chăm lo như tạo điều kiện phát triển kinh tế, nhà ở, giúp đồng bào dân tộc vươn lên. Thành phố cũng quan tâm đến đào tạo văn hóa, nâng cao dân trí cho đồng bào, con em người dân tộc. Mong rằng trong thời gian tới, Hòa thượng Mai Xe và Thượng tọa Dương An sẽ tiếp tục tham gia vào các hoạt động phong trào của mặt trận và địa phương, hướng dẫn đồng bào dân tộc Khmer lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Quý khán giả thân mến, như thông tin chúng tôi đã đưa,
Tối qua, Ban tổ chức Tết Quân dân thành phố Cần Thơ tổ chức tổng kết các hoạt động Tết Quân dân mừng Trăng Tròn Năm Thơ Mây năm 2024. Đây là năm thứ tư liên tiếp Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ thực hiện mô hình dân vận khéo này. Đến dự có Đại tá Chiêm Thông Nhất, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 9, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Chương trình nghệ thuật với chủ đề Quân dân Cần Thơ mừng Trăng Tròn Năm Thơ Mây đã khép lại chuỗi hoạt động đầy ý nghĩa trong khuôn khổ chương trình Tết Quân dân năm 2024. Với không khí rộn ràng, Tết Quân dân và đón năm mới Trăng Tròn Năm Thơ Mây không chỉ mang đến niềm vui trọn vẹn, đầm ấm cho bà con dân tộc Khmer ở các địa phương, mà còn góp phần tô thắm tình quân dân. Đây cũng là minh chứng rõ nét về sự quan tâm chăm lo của đảng bộ, chính quyền đối với đồng bào Khmer cả về vật chất và tinh thần. Lãnh đạo thành phố tin tưởng rằng quý vị chức sắc, chức việc và đồng bào dân tộc Khmer tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, đồng thời giữ gìn phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Khmer, trong đó có Tết cổ truyền Trăng Tròn Năm Thơ Mây, góp phần làm phong phú thêm nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc, cùng với đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố xây dựng và phát triển thành phố ngày càng hiện đại, văn minh, bền vững. Trong thời gian diễn ra Tết Quân dân mừng Trăng Tròn Năm Thơ Mây tại phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, các ban ngành đoàn thể thành phố và quận Ô Môn, phường Châu Văn Liêm cùng với đồng bào dân tộc Khmer tích cực tham gia thực hiện nhiều công trình phần việc đem lại hiệu quả thiết thực. Giúp Học viện Phật giáo Nam Tông Khmer xây dựng các công trình vệ sinh môi trường xung quanh học viện, xây tặng 15 căn nhà gồm nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, nhà tình đồng đội, nhà nhân ái cho đồng bào dân tộc Khmer, đồng bào Công giáo, Phật giáo Hòa Hảo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, tặng 300 suất quà cho nhân dân là đồng bào dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn, 100 suất học bổng cho học sinh dân tộc Khmer vượt khó học giỏi, tổ chức khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà miễn phí cho 1.200 người dân trên địa bàn quận Ô Môn, huyện Thới Lai và huyện Cờ Đỏ. Có đợt bác sĩ ở thành phố có xuống á, xuống khám bệnh cho nhân dân miễn phí, rất là mừng, phấn khởi là mình được cũng đỡ một phần nào về tiền bạc. Trong cái thời gian chuẩn bị thì chúng tôi tại Học viện Phật giáo Nam Tông Khmer được lực lượng bộ đội rồi đến để mà hỗ trợ và giúp đỡ rất là nhiều việc. Tôi cho rằng đây là một cái việc làm hết sức là có ý nghĩa trong cái tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Khi lên đến đây thì cùng với các cái đồng chí khác tham gia các cái công trình, ví dụ như là làm đường và tham gia các công trình xây dựng ở đây, vệ sinh, phụ giúp để làm sao là gắn kết cái tình quân dân và góp phần làm hoàn thành tốt cái Tết quân dân. Tết cổ truyền Trăng Tròn Năm Thơ Mây là nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Khmer, là lễ hội lớn nhất trong năm với nhiều niềm tin khát vọng về cuộc sống ấm no hạnh phúc. Đây cũng là dịp để con cháu thể hiện tấm lòng hiếu thảo, thành kính với tổ tiên. Dù nguồn kinh phí còn nhiều hạn chế, kinh tế khó khăn, ảnh hưởng đến việc kêu gọi các mạnh thường quân, nhà hảo tâm tham gia, nhưng với tinh thần người lính Cụ Hồ, đi dân nhớ ở dân thương, lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ đã nỗ lực để góp phần mang đến cho bà con đồng bào Khmer có một cái Tết trọn vẹn đầy nghĩa tình. Trong cái sự gói ghém và trong cái phần tăng gia sản xuất cái quỹ vốn của đơn vị thì chúng tôi quyết tâm phải thực hiện hai cái Tết này nó sẽ trở thành cái truyền thống của lực lượng vũ trang của Cần Thơ. Vì vậy là chúng tôi có thực hiện cái chính sách an sinh xã hội, có cái phát triển kinh tế xã hội. Trong quá trình thực hiện này nó cũng có cái thuận lợi là được các sở ban ngành, được lãnh đạo ủy ban, rồi lãnh đạo thành ủy thành phố Cần Thơ rất là ủng hộ, rất là tạo điều kiện thuận lợi để cho là lực lượng vũ trang tiến hành cái Tết về với đồng bào dân tộc Khmer, gần gũi với là bà con của mình trong cái quá trình ăn Tết của bà con. Tết Quân dân mừng Trăng Tròn Năm Thơ Mây năm 2024 đã kết thúc nhưng để lại nhiều cảm xúc khó quên. Tuy thời gian không dài nhưng chứa đựng biết bao tình cảm quân dân thắm thiết, thắt chặt thêm tình đoàn kết giữa các dân tộc anh em. Tiếp tục chương trình với những thông tin thời sự đáng chú ý khác.
Sáng nay ngày 12 tháng 4, đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ về việc thực hiện chính sách pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023. Chủ trì buổi làm việc có Trung tướng Nguyễn Hải Hưng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. Tiếp đoàn có đồng chí Dương Tấn Hiển, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Thành phố Cần Thơ có 6 tuyến quốc lộ, 1 tuyến cao tốc đi qua với chiều dài trên 160 km, 11 tuyến đường tỉnh với chiều dài hơn 161 km và hơn 3.947 km đường địa phương, một cảng hàng không quốc tế và các cảng bến thủy nội địa, thuận lợi cho việc giao thương, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội với các tỉnh vùng miền trong cả nước. Nhờ tăng cường các biện pháp nên hàng năm hạn chế số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách, xe tải nặng, xe container. Trong 14 năm qua, lực lượng cảnh sát giao thông toàn thành phố đã phát hiện xử lý 866.900 trường hợp, phạt tiền trên 747 tỷ đồng. Thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là thực hiện mạnh mẽ việc chuyển đổi số trong các mặt công tác của lực lượng cảnh sát giao thông, lĩnh vực đường thủy nội địa được quản lý chặt chẽ, hạn chế được số vụ tai nạn giao thông xảy ra, công tác vận tải đường hàng hải và các hoạt động kiểm soát được thắt chặt. Đoàn giám sát đánh giá cao kết quả mà thành phố đạt được trong thời gian qua, những kiến nghị đề xuất xoay quanh các vấn đề về quản lý hạ tầng đối với các tuyến đường đi qua, phân cấp quản lý, đầu tư nâng cấp và trang cấp phương tiện máy móc thiết bị phục vụ cho công tác này sẽ được tổng hợp trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong thời gian tới. Như đã thông tin trong buổi làm việc sáng nay với quận Cái Răng, ông Đỗ Thanh Thảo, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ yêu cầu địa phương sớm xây dựng kế hoạch và có lộ trình cụ thể để giải quyết các khu dân cư tự phát. Quận Cái Răng có 26 khu dân cư tự phát. Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, các địa phương cần thực hiện đúng các quy trình để giải quyết các thủ tục cần thiết về mặt thủ tục pháp lý đất đai cho người dân. Ủy ban Nhân dân quận Cái Răng cho rằng phải thực hiện từng bước đối với các khu tự phát này. Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Ủy ban Nhân dân quận và phường cần rà soát cụ thể lại hiện trạng, lên kế hoạch và chia tiến độ phân kỳ để giải quyết. Quan trọng nhất là cần trình cấp ủy cung cấp để chỉ đạo các hội đoàn thể, mặt trận tổ quốc tham gia giám sát, tạo sự minh bạch và công khai trong toàn bộ quá trình xử lý các khu dân cư tự phát. Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đề nghị quận tuyên truyền và thực hiện luật đất đai sắp có hiệu lực, cân nhắc việc xác định giá đất tại các dự án, nhất là giá thu tiền sử dụng đất, bố trí tái định cư không quá cao so với giá trị đất đai của các hộ đã bị thu hồi đất để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân. Kiên quyết không bố trí những người không đủ điều kiện tiêu chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ vào các chức danh theo quy định, xây dựng nếp văn hóa ứng xử của cán bộ công chức ở địa phương. Đó là một trong những nội dung thực hiện đề án nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức xã phường thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2024-2030 vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành. Đề án đặt mục tiêu đến năm 2030 có 100% cán bộ cấp xã phải được đào tạo đạt chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ theo quy định. Trong đó có 100% cán bộ thuộc diện quận quyền ủy quản lý đạt trình độ từ đại học trở lên. Nhiều nhiệm vụ và giải pháp được đề ra để thực hiện đề án, trong đó yêu cầu công tác đào tạo, bồi dưỡng phải căn cứ vào nhu cầu thực tế của đơn vị và vị trí công tác, không chạy theo bằng cấp. Đặc biệt, sẽ thực hiện thí điểm mô hình tổ chức kiểm tra sát hạch định kỳ về năng lực hiệu quả thực thi công vụ của đội ngũ, cán bộ công chức cấp xã. Đối với những cán bộ công chức cấp xã yếu kém về năng lực và phẩm chất, không đáp ứng được yêu cầu công tác thì cần có kế hoạch luân chuyển sang làm công việc khác phù hợp hoặc động viên họ xin thôi việc. Xây dựng chính sách nhằm khuyến khích, đãi ngộ đối với cán bộ công chức có năng lực, thành tích, hiệu quả công tác cao trong thực thi công vụ. Ngày Chủ nhật 14 tháng 4 2024 sắp tới là ngày bầu cử trưởng ấp khu vực, nhiệm kỳ 2024-2029. Đến thời điểm này, các địa phương trong thành phố Cần Thơ đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị. Khi danh sách ứng cử viên trưởng ấp khu vực, nhiệm kỳ 2024-2029 được niêm yết, đã thu hút sự quan tâm và theo dõi của cử tri. Rất là chú tâm đến cái cuộc bầu cử trưởng khu vực, phẩm chất đạo đức của những cái người ra ứng cử trưởng khu vực để cùng nhau là xem xét là chọn cái người đại diện cho bà con. Chuẩn bị cho ngày bầu cử 14 tháng 4 sắp tới, thành phố và các quận huyện đã thành lập ban chỉ đạo, thành lập 599 tổ bầu cử trưởng ấp khu vực với 295.827 cử tri đại diện hộ gia đình tham gia bầu cử.
Đây là cuộc bầu cử đầu tiên thực hiện theo quy định của luật thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022. Khác với những cuộc bầu cử trước, trong nhiệm kỳ này, cử tri thực hiện trực tiếp quyền được bàn và quyết định hình thức bầu cử tại cuộc họp của cộng đồng dân cư. Sở Nội vụ thì cũng đã có ban hành hướng dẫn để hướng dẫn cụ thể chi tiết về cái quy trình hồ sơ thủ tục để thực hiện cái công việc bầu cử trưởng ấp tại cái cuộc họp cộng đồng dân cư. Đến thời điểm này thì các xã đã chuẩn bị công tác nhân sự đã xong và đang thực hiện các bước tiếp theo, cũng đẩy nhanh cái công tác tuyên, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân để biết được cái ngày bầu cử và địa điểm bầu cử. Để cho cuộc bầu cử đạt kết quả cao, các địa phương đã tập trung cho công tác tuyên truyền, phổ biến mục đích ý nghĩa của cuộc bầu cử bằng nhiều hình thức, họp dân để lấy ý kiến về các ứng cử viên. Có cái tuyên truyền thêm về cái tiểu sử, lịch sử cũng như là quá trình công tác, năng lực, phẩm chất đạo đức của những người ứng cử để bà con dân có thể lựa chọn. Cái việc họp dân, tức là họp dân ở cộng đồng dân cư đó, thì được chia thành nhiều cái điểm, cái nhóm để cho cái công tác tuyên truyền, vận động người dân. Chúng tôi cũng có cái trang trí một cái gọi là xe, là tuyên truyền, xe lưu động là chạy hàng ngày, mỗi một ngày là chạy là hai giác, là giáp hết các cái tuyến đường chính trên cái địa bàn của xã Nhân Ái. Đến nay, các tổ bầu cử trong thành phố đã hoàn tất công tác trang trí, niêm yết danh sách, thùng phiếu để chuẩn bị cho ngày bầu cử. Đồng thời, phòng các phương án và hình thức bầu cử bằng biểu quyết và bỏ phiếu, nhất là tại những địa bàn dân cư đông. Ủy ban dân các xã phường thị trấn phải tính toán đến cái việc đó là phân chia cái cụm dân cư để mà tiến hành là tổ chức là bầu làm sao mà cho nó đảm bảo đủ cái tỷ lệ mà cử tri đại diện hộ tham gia bầu cử cái lần này. Trưởng ấp khu vực là những người đại diện chính quyền cơ sở tổ chức triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước nói chung, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh ở địa phương và cũng là người đại diện nhân dân để đạt nguyện vọng ý kiến trong việc xây dựng ấp khu vực. Do đó, cử tri cần sáng suốt lựa chọn những người có đức có tài làm trưởng ấp khu vực để góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Sáng nay, Cục Quản lý Thị trường thành phố Cần Thơ phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển Khoa học Công nghệ Vina tổ chức hội thảo về giải pháp nhận diện hàng thật, phân biệt hàng giả. Tham dự hội thảo có đại diện Tổng Cục Quản lý Thị trường, lãnh đạo Cục Quản lý Thị trường các tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long và một số doanh nghiệp. Theo lãnh đạo Cục Quản lý Thị trường thành phố Cần Thơ, việc tổ chức hội thảo nhằm trang bị những kiến thức cơ bản để phân biệt được hàng thật hàng giả, cũng như giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước nâng cao nghiệp vụ trong công tác đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, hàng giả và gian lận thương mại, đồng thời tăng cường công tác phối hợp với đại diện các nhãn hàng trong lĩnh vực này. Tại hội thảo, các đại biểu được lãnh đạo Công ty Cổ phần Phát triển Khoa học Công nghệ Vina giới thiệu các giải pháp chống giả, bảo vệ giá trị thực với hệ sinh thái gồm in tem chống hàng giả, in bao bì chống giả, phần mềm chống hàng giả VinaCheck, hỗ trợ điều tra, xử lý hàng giả và truyền thông chống hàng giả. Đồng thời, các doanh nghiệp cũng đã chia sẻ những cách làm trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, cũng như các vấn đề liên quan đến làm giả sản phẩm, gây thiệt hại về kinh tế, thương hiệu và uy tín công ty. Chiều hôm nay, Đảng ủy khối cơ quan dân chính Đảng thành phố sơ kết công tác quý 1 năm 2024 với kết quả nhìn chung hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cụ thể, những kết quả đạt được như tổ chức học tập quán triệt, tuyên truyền đầy đủ kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quy chế, quyết định của Trung ương, Thành ủy và Đảng ủy khối, kết nạp hơn 100 đảng viên, đạt khoảng 55% so với chỉ tiêu năm. Cấp ủy, các tổ chức cơ sở đảng đã bám sát chức năng nhiệm vụ để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, góp phần phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Quý 2, Ban chấp hành Đảng bộ khối cơ quan dân chính Đảng thành phố tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của cấp trên về công tác tổ chức xây dựng đảng, phấn đấu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết năm 2024 và nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ khối nhiệm kỳ 2020-2025, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của thành phố.
Còn trong sáng nay, Ban Thường vụ Đảng ủy khối cơ quan dân chính đảng tổ chức nghiên cứu học tập quán triệt triển khai chuyên đề năm 2024, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực tự cường nhằm tiếp tục tăng cường công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến 90 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với hơn 120 điểm cầu. Khoảng 95% đảng viên trong toàn đảng bộ nghiên cứu học tập quán triệt những nội dung cốt lõi trong chuyên đề năm 2024. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy khối quán triệt và gợi mở nhiều nội dung nhằm thực hiện tốt chuyên đề năm nay. Trước tiên là cấp ủy tổ chức đảng, các đoàn thể trực thuộc đảng bộ bám sát chỉ đạo của trên để xây dựng kế hoạch, trong đó xác định rõ vai trò, trách nhiệm, nội dung, phương thức, thời gian thực hiện những nhiệm vụ cụ thể. Tiếp tục quan tâm quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong từng tập thể cá nhân để khơi dậy mạnh mẽ ý chí tự lực tự cường, tinh thần trách nhiệm, ra sức thi đua, nỗ lực cố gắng, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố bằng những việc làm, phần việc cụ thể, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, dần dần. Thưa quý vị, từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 4 tới đây, thành phố Cần Thơ sẽ tổ chức lễ hội Bánh Dân Gian Nam Bộ lần thứ 11 năm 2024. Đây là sự kiện văn hóa ẩm thực thường niên của Cần Thơ nhằm góp phần bảo tồn và phát triển Bánh Dân Gian Nam Bộ cũng như thu hút khách du lịch đến với thành phố. Và nhân lễ hội dịp Dỗ Tổ Hùng Vương, các đơn vị du lịch trên địa bàn cũng dành nhiều ưu đãi cho khách du lịch trong dịp này. Với không gian nhiều cây xanh và tiếp giáp sông Hậu, resort Cồn Khương ở đường Nguyễn Hữu Cầu, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều được nhiều khách trong nước và quốc tế lựa chọn để lưu trú khi đến thành phố Cần Thơ. Những ngày qua, khu nghỉ dưỡng có thiết kế độc đáo này tập trung tăng cường làm mới không gian, nâng cấp dịch vụ ở cả hai khu vực gồm khu bungalow và khu khách sạn. Đặc biệt, đơn vị đang triển khai nhiều ưu đãi cho khách du lịch đến lưu trú vào dịp lễ hội Bánh Dân Gian Nam Bộ sắp diễn ra. Đáng chú ý là giảm đến 50% tiền phòng áp dụng cho tất cả khách đến lưu trú tại khu nghỉ dưỡng vào dịp này. Bên cạnh đó thì resort Cồn Khương của chúng tôi cũng đưa ra những cái chương trình để chào mừng cái kỳ 30 tháng 4, 1 tháng 5. Đó là chúng tôi sẽ làm cái chương trình buffet chào mừng cái lễ hội bánh dân gian cũng như là kết hợp với cái kỳ nghỉ dài của Việt Nam của chúng ta là kỳ nghỉ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 sắp tới. Cái lượng khách mà đặt phòng vào cái thời gian này thì dường như là cái công suất cũng khá cao. Và bên cạnh đó thì cũng có cái công suất phòng là họ kéo dài đến cái lễ hội 30 tháng 4 của chúng ta luôn. Hưởng ứng lễ hội Bánh Dân Gian Nam Bộ 2024, nhiều khu điểm du lịch trên địa bàn áp dụng nhiều ưu đãi để khách tham quan có thêm nhiều trải nghiệm khi đến với thành phố Cần Thơ. Điển hình như làng du lịch sinh thái Mỹ Khánh ở xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền có nhiều chương trình hấp dẫn nhằm thu hút du khách. Trong đó giảm 50% vé cổng tham quan khi du khách đặt ăn trước, áp dụng từ nhóm 8 khách, giảm 20% combo tham quan, làng du lịch, cộng vườn trái cây, cộng thưởng thức trái cây và bánh dân gian. Đặc biệt, đơn vị cũng giảm 20% đối với combo thảm trượt cầu vồng không giới hạn, cộng vé cổng tham quan. Riêng khách lưu trú tại resort Mỹ Khánh sẽ được hưởng mức ưu đãi chỉ từ 699.000 đồng một phòng và được tặng 2 vé tham quan trị giá 120.000 đồng một vé. Bên cạnh đó thì chúng tôi sẽ mở thêm những cái dịch vụ giống như là trải nghiệm những cái chương trình làm bánh, nè, rồi làm hủ tiếu nè, ở những cái làng nghề bốn dân tộc. Để cho khách có dịp họ đến làng du lịch Mỹ Khánh, họ sẽ được tự trải nghiệm, tự mình làm ra những sản phẩm mà bánh dân gian Nam Bộ qua những bàn tay nghệ nhân hướng dẫn. Thì cái nguồn nhân lực để phục vụ cho cái lễ Tết, những cái mảng mà nhân viên thời vụ thì rất ổn. Chúng tôi có một cái đội ngũ được đào tạo chuyên nghiệp. Lễ hội Bánh Dân Gian Nam Bộ lần thứ 11 năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 4 tại quảng trường quận Bình Thủy. Đây là sự kiện quy mô được tổ chức thường niên tại thành phố Cần Thơ nhằm góp phần tích cực vào việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, văn hóa ẩm thực của Cần Thơ, vùng đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh thành trong cả nước. Lễ hội sẽ có nhiều hoạt động hấp dẫn, hứa hẹn sẽ là điểm đến ẩm thực và văn hóa hấp dẫn cho du khách đến với thành phố Cần Thơ. Ngày hôm nay, ban tổ chức giải chạy VB Bank Music Night Run Cần Thơ 2024 cho biết đã hoàn tất các bước chuẩn bị để giải chạy diễn ra đúng kế hoạch.
Theo ban tổ chức, đã có hơn 7.000 vận động viên đã tập luyện và sinh hoạt tại các câu lạc bộ chạy bộ thuộc các tỉnh, thành phố trong cả nước đến Cần Thơ để đăng ký lấy bản số trang phục chuẩn bị cho cuộc đua. Đây là lần đầu tiên giải được tổ chức tại thành phố Cần Thơ với hình thức chạy marathon kết hợp với âm nhạc tạo sinh khí vui tươi trên đường đua. Theo kế hoạch, các vận động viên chinh phục 3 cự ly 5 km, 10 km và 21 km. Bên cạnh đó còn có cự ly 800 m dành cho lứa tuổi 10 tuổi. Điểm xuất phát tại công viên sông Hậu thuộc phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, đi qua một số đường chính thuộc nội ô thành phố Cần Thơ. Giải chính thức khởi tranh vào ngày mai 13 tháng 4. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.